Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 2 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, sau khi đăng tải video clip về nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Thành Võ và các thầy đã nhận được nhiều lời chúc mừng tốt đẹp nhất gửi đến các thầy và cộng sự tại phòng khám. Thành Võ thay mặt các thầy gửi lời cảm ơn chân thành, hết sức quý báu của cộng đồng mạng đã quan tâm và chia sẻ những việc làm của các thầy và cộng sự tại phòng khám. Kính thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, hôm nay phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tiếp tục thi công thông gió các cửa sổ tại phòng khám và lập tôn đường vào khu vực vệ sinh phòng khám. Công trình này bao gồm hai hạng mục: bê tông lối vào khoảng 150 m² và lập tôn lắp ráp khung sắt theo quy cách nhà tiền chế phục vụ nhu cầu cần thiết cho bệnh nhân. Công trình này do gia đình cô Lượng Phạm tài trợ. Kính thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy có trụ sở tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh là một vùng quê hẻo lánh, nơi cuộc sống còn rất khó khăn, nguồn nước sinh hoạt luôn là vấn đề nan giải, nắng hạn kéo dài khiến cho giếng nước cạn kiệt, người dân phải chật vật tìm kiếm từng giọt nước quý giá. Trước tình cảnh đó, các nhà hảo tâm đã quyết định mang đến món quà yêu thương cho bệnh nhân nơi đây, đó là hỗ trợ hai bồn nước dung tích 5.000 lít và một bồn 1.000 lít được lắp đặt tại phòng khám, kết hợp công trình nhà máy nước do một nhà hảo tâm xây dựng theo thiết kế hiện đại qua hệ thống lọc nước tiên tiến, đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch an toàn cho bệnh nhân sử dụng. Bên cạnh đó, bên đơn vị thi công còn hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản bồn chứa nước một cách hiệu quả. Món quà của các nhà hảo tâm không chỉ mang lại nguồn nước quý giá mà còn là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa và sự chia sẻ giữa con người với nhau. Hành động của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã lan tỏa thông điệp nhân văn, khuyến khích mọi người cùng chung tay giúp đỡ những bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo tại phòng khám. Câu chuyện của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp đỡ cho phòng khám có nguồn nước sạch là một minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái. Điều đó cho chúng ta thấy rằng chỉ cần một chút yêu thương và sẻ chia, chúng ta có thể tạo ra những điều kỳ diệu, mang lại niềm vui hạnh phúc cho những người không may mắn mang bệnh hiểm nghèo như tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Sự hỗ trợ, đóng góp của nhà hảo tâm dù lớn hay nhỏ cũng đã tiếp sức thêm sức mạnh cho phòng khám trong việc thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, giúp đỡ tạo điều kiện cho các bệnh nhân ung thư chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Chính vì sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã có thể hỗ trợ điều trị cho tất cả bệnh nhân ung thư, nhất là bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn mang bệnh hiểm nghèo, cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao miễn phí cho bệnh nhân, nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh ung thư. Sự ủng hộ của nhà hảo tâm trong và ngoài nước là nguồn động viên to lớn cho phòng khám trong việc hỗ trợ điều trị ung thư. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin cam kết sẽ sử dụng nguồn tài trợ một cách hiệu quả, một cách minh bạch nhất để giúp đỡ hỗ trợ điều trị cho những bệnh nhân ung thư nhiều hơn nữa.
sẽ đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân đến phòng khám ngày một đông như hiện nay. Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Xím thì qua cái đi khám ở mà bệnh viện thì nó kết luận là bị ung thư phổi. Rồi cách trị sao? Cách trị thì định hướng là sẽ vô hóa chất. Có vô không chú? Chưa vô hóa chất thì tôi nghe nói ở đây chị bệnh này cũng hay cho nên đến đây để nhờ các thầy ở đây điều trị. Vì sợ vô hóa chất thì không đủ sức khỏe để vô. Chú nghe thông tin từ đâu vậy chú? Nghe thông tin cũng có ở gần tôi có một người đi ở ngã sáu đó, có một người đi trị bên đây rồi hết rồi về người ta hướng dẫn lại cho mình. Hoàn cảnh thì nó năm nay cũng hơi gặp khó đó, nhưng mà khi bệnh thì cũng phải gắng tạo điều kiện để vì hoàn cảnh kinh tế thôi. Hoàn cảnh kinh tế thì cũng hơi gặp khó về cái kinh tế, nhưng mà cụ thể thì giờ mình sống mình phải nhờ vào gì để sinh sống với trị bệnh đó. Sinh sống trị bệnh thì giờ nhờ con cái nó hỗ trợ thôi, chứ còn tôi với bà thì già rồi đâu có làm gì để ra tiền. Thì thời gian của cô bệnh lâu rồi đâu có làm gì được. Thời gian nuôi ba bệnh cũng kéo dài cũng hơi lâu rồi, cho nên khi phát hiện được bệnh này thì cái thời gian nó kéo dài quá, cũng quá mòn mỏi. Vậy thì cô chú khi lên đây là có chuẩn bị gì sẵn chưa? Chuẩn bị giờ mới đi lần đầu thì cũng chưa biết cái gì để chuẩn bị, nhưng mà cái tư trang ba cái quần áo hay là lặt vặt thôi, chứ còn chưa có cái gì để chưa biết cái gì để chuẩn bị. Mình cũng không có gì để chuẩn bị. Hồi nãy nghe thầy Thanh đó, tư vấn đó, chú hiểu như thế nào? Thì thầy Thanh tư vấn thì cái nguyên tắc điều trị của nó thì mình cũng hiểu được phần nào về vấn đề là làm sao để cho tạo điều kiện cho cái người bệnh nó mau hết. Rồi cảm ơn chú nhiều. Gọi chú có thể cho con biết họ tên với từ đâu đến chú? Tôi tên là Nguyễn Văn Nhâm. Ở đâu cô? Ở gọi là huyện Tân Phú cuối Đồng Nai. Chú có thể cho biết cái bệnh của thím như thế nào, ví dụ như đầu tiên phát bệnh sao và trị bệnh ở đâu rồi chữa trị ra sao hả chú? Đầu tiên thì bà ấy phát hiện là đi cầu thì không có phân, chỉ có nước thôi. Nhưng mà cũng có đi mua thuốc rồi cũng có khám ở bệnh viện, nhưng mà uống nó không có khỏi, không có thuyên giảm. Bà cũng không có nghĩ gì, cứ tưởng nó cũng bình thường thôi, nhưng từ nó cũng không có đau, nhưng mà đi hoàn toàn nó ra nước không, nó kéo dài khoảng tới mấy tháng, tới hơn 2 tháng, gần 3 tháng rồi mới đi nghi ngờ thì mới đi đi bệnh viện Đồng Nai hả? Bệnh viện Sài Gòn hả? Ito Hoàn Mỹ đó. Rồi nói sao? Thế người mới xin khám tổng quát, là người ta siêu âm rồi nội soi rồi thử máu với lại gì đấy, nói chung là gọi là xét nghiệm, rồi gọi là mới lại siêu âm xong rồi khi mà siêu âm thì bác sĩ thấy cái tình trạng gọi là nghi ngờ đấy, bác sĩ mới lấy mẫu gọi là sinh thiết, kết quả là như vậy. Đó, kết quả thì nó xảy ra như vậy đó, nhưng là có chuyển viện theo tuyến, tức là từ Định Quán mà lên tới bệnh viện Biên Hòa, bệnh viện Đồng Nai chứ. Đồng Nai. Đúng rồi, bệnh viện Đồng Nai nó ở Biên Hòa đó. Rồi đó nó xác định đến thì bác sĩ xác định là bị rồi. Bị ung thư tá tràng cái gì? Trực tràng. Ung thư trực tràng. Trực tràng à. Trực tràng. Ừ, trực tràng nguy hiểm lắm. Đấy. Ung thư trực tràng thì bác sĩ là gợi ý là phẫu thuật. Nhưng hỏi á, tôi hỏi thành công cái khi mà phẫu thuật thì cái mức độ nó thành công là cái kết quả có tốt không, thì bác sĩ nói là không không biết được. Trước mắt là cứ phải phẫu thuật đã. Trước mắt cứ phải phẫu thuật đã. Xong rồi tiếp theo nữa là hóa trị. Đó. Thì cứ phải tiến hành như vậy, mà bác sĩ nói không mổ trước thì cũng phải mổ sau. Đấy. Bởi vì bây giờ là mổ thì nó có thể nói là nó
nó dễ hơn. Ừ. Thì tôi chỉ nghe bác sĩ nói vậy thôi, nhưng mà về thì tôi từ vì bà này bà bị tiểu đường, sức khỏe bà kém lắm, cho nên gọi là bà cũng không muốn phẫu thuật. Thì tôi mới xin giấy bác sĩ và gia hạn cho tôi để tôi về tôi hỏi ý kiến của các con á. Các con nó bảo thôi, bây giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi, với lại sức khỏe không cho phép, yếu quá, thì thôi cứ chiều theo ý của mẹ đi. Thì có nghe là hồi trước á, lâu rồi, hồi cha còn sống thì cũng có nghe, nhưng là mình chưa bị bệnh. Bây giờ bị bệnh thì cha mất rồi, là có cái ông hàng xóm đó, ông hàng xóm ông đi cũng lên đây chữa, rồi ông khỏe rồi ông về đấy. Thì ông hướng dẫn cái đường đi đấy cho mình đến đây, và đến đây và bây giờ bắt đầu được nhận bệnh rồi. Yeah. Bây giờ đi khám thôi. Yeah. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng. Thank you.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.